Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhé. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một mô hình trại hè mini nha các bạn. Đấy, đây là một mô hình trại hè mini. Thì bây giờ mình sẽ set up làm tất cả những cái mô hình này, thêm những cái đồ vật trong cái mô hình này nha các bạn. Trước tiên thì cổng trại trước nha các bạn. Thì mình sẽ dùng những cái đồ như thế này các bạn. Rồi, các bạn nhìn thấy đây. Đây là những que tre đã được bắt sẵn. Mình sẽ dùng thêm súng bắn keo. Kìm cắt nữa các bạn. Đây mình sẽ làm cái đồ này để thành một cái cọc trước này các bạn. Đấy, thì cái cọc này mình đã chuẩn bị sẵn rồi, bây giờ mình sẽ để xử lý luôn các bạn. Đó, thì đây chính là cái cọc mà mình đã làm sẵn rồi. Bây giờ mình chỉ việc ghép nó vào đây thôi các bạn. Trước tiên ghép thì mình phải trang trí thêm một số chi tiết ở trên cổng này. Thì dự tính của mình là sẽ có một lá cờ Tổ quốc ở giữa này. Lá cờ Tổ quốc ở giữa. Một chiếc này, một chiếc cục trường nhé. Ok, mình sẽ đặt chiếc này ở đây trước đây các bạn. Đấy, đợi mình đặt keo chín nhé. Đấy, các bạn nhìn đây. Mình có thể lấy cái dây này. Cắt cái dây vào đây các bạn. Ở đây mình có một chiếc huy hiệu của trường, một chiếc lon này đây, mình sẽ tính là làm như thế này. Hai chiếc huy hiệu hai bên và cờ Tổ quốc sẽ ở giữa các bạn. Sẽ cho cái trường như thế này trước. Đây là cờ Tổ quốc thì cái này mình sẽ cho riêng, cho lấy cờ vuông mình sang đây trước. Đó, sau đây cờ Tổ quốc mình sẽ cho ở giữa. Đây được một chiếc cổng các bạn. Rất là đẹp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành nắp chiếc cổng vào đây. Trước khi mình bỏ đi keo đi trước các bạn.
Cắm chiếc cọc ở đây nha các bạn. Đầu tiên các bạn mình thấy đỏ chân trước này. Đây mình cho dựa vào một bên. Dựa vào bên này trước đi. Ok. Đấy thôi. Đấy, mình sẽ đặt cái chân xuống nha các bạn. Cho người vào trong một chút. Bắt đầu mình sẽ cho keo phủ xung quanh các bạn. Công việc tiếp theo chúng ta là chờ đợi cái cổ đường khô các bạn. Thì để trang trí vòng quanh cái trại này thì mình đã có những cái cây cỏ này, thì mình sẽ trang trí những cây cỏ vòng quanh trang trại này nha các bạn. Ok, mình sẽ cắt một đoạn này mà kia nó sẽ bị cháy đấy các bạn. Chế thế này để cho nó ôm lên đấy các bạn.